Konnichiwa, xin chào tất cả các bạn. Vui mừng chào đón các bạn đến với kênh Brand Good Group YouTube Channel. Ở miền Tây có những thứ rau dại mọc tự nhiên trở thành những thứ rau dân dã mà đặc trưng của miền sông nước. Có thể kể đến là bùn bồn, năng bột, rau càng cua, bông súng, điên điển, hẹ nước. Các loại rau mọc tự nhiên này đã trở thành những đặc sản và ký ức tuổi thơ của bao thế hệ. Khi thì trộn gỏi, nhúng lẩu, xào tép hay chấm mắm kho, có khi làm dưa chua, nhưng món ăn nào cũng ngon và hao cơm, nhất là vào những ngày mưa. Ngoài trời mưa cứ rơi, bữa cơm nhà vẫn luôn ấm áp và ngon nức nở. Có những cánh đồng ruộng nhiễm mặn và phèn chua ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, vân vân, người dân trồng lúa mùa được mùa thất. Bồng bồn, năng bột và hẹ nước mọc hoang lẫn vào trong ruộng, được thu hái để ăn sống hoặc chế biến các món ăn, cây không cần chăm sóc nhiều. Năng bột có cọng xương dài to bằng chiếc đũa, trông giống như cọng hành. Phần gốc phía bên ngoài màu vàng nâu vì bị nhiễm phèn, còn lớp nõn bên trong màu trắng ngà. Sở dĩ có tên gọi như thế vì ta dùng tay vỗ nhẹ vào cọng, năng sẽ phát ra tiếng kêu bột thật vui tai. Đọt năng bột là loại rau sạch được mọi người ưa thích vì lạ miệng, giòn, có mùi thơm thoảng đặc trưng. Bồn bồn là một loại cây thuộc họ lau sậy, thường mọc trên mặt nước nhiều phèn, rễ thả nổi như rau muống, lá dài giống sả. Người dân chỉ cần kéo lấy ngọn bồn bồn trên mặt nước, giữ lại từ gốc lên khoảng 30 cm, rồi tách lấy lõi non bên trong là có ngay nguyên liệu để chế biến nhiều món ngon cho gia đình, đơn giản mà chẳng phải cầu kỳ. Hẹ nước là một loại rau không chỉ mọc ở ruộng nước mà còn ở các kênh mương, đầm nước vùng đất phèn, thấy nhiều ở Đồng Tháp. Hẹ nước phần càng gần gốc càng trắng và ngon. Muốn hái hẹ nước phải lội xuống ruộng, chầm mình dưới nước, mò tìm gốc hẹ mà lắc lắc vài cái cho đất nhão ra, rồi nhổ lên cả bụi lẫn gốc rễ. Nơi nào nước sâu chảy mạnh và nhiều thì lá hẹ có màu xanh đậm và to bản hơn, xốp hơn, giòn hơn và thơm hơn là hẹ mọc ở đáy mương. Lúc nào ăn người ta xếp hẹ lên dĩa lớn để nguyên gốc rễ ăn vẫn được, nhưng nếu muốn đẹp hơn thì lấy kéo cắt bỏ phần rễ đi. Khi ăn, cuộn tròn nó lại thành một cuộn, chấm vô mắm kho, cá kho hay thịt kho. Ngon nhất là chấm với mắm kho, ăn với bún tươi hoặc là cơm. Rất ngọt, mát và giòn. Mùa nước nổi còn là mùa của bông súng, bông điên điển, mùa của cá linh. Bông súng được trồng hầu hết ở các tỉnh sông nước miền Tây. Súng trồng trong ao nhà thường có cọng mập, còn súng dại hay súng ma chỉ mọc ở những bưng đồng, đầm nước lâu năm, thường có cọng dài từ 2-5 m và có bông màu tím hoặc là trắng. Điên điển thường gặp ở các đầm lầy, ruộng nước, hoa vàng mọc thành chùm, khi trái chín, hạt rớt xuống buồng. Mùa nước nổi năm sau lại nảy mầm cho ra cây mới. Nếu có dịp về miền Tây mùa nước nổi, các bạn hãy nếm thử những món ăn dân dã mà hao cơm này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp các bạn trong những video kế tiếp. Hãy nhấn nút subscribe để theo dõi nhiều video từ Brand Good Group YouTube channel nhé. Minasan yoroshiku onegaishimasu.